Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn về một sản phẩm rất là hot trên thị trường. Ở đây sản phẩm hot mình muốn giới thiệu là một số cái đầu phun xương và động cơ máy bơm. Thì để giảm cái nóng mùa hè thì nhóm review xin hướng dẫn các bạn về một cái sản phẩm có thể tạo ra cái hơi nước. Thì đây là cái đầu phun xương hình T, như các bạn đã thấy thì nó có thể tháo ra. Ở đây là đầu phun và đây là đầu nước vào. Đấy. Đây là đầu phun xương hình L. Đấy. Khi mình lắp vào thì nó lên chữ L. Ở đây là đầu vào và đây là nước ra. Để kết nối với cái này thì mình cần có một cái máy bơm này để thổi nước này. Mình đang sử dụng máy bơm mini 6-12V MB385. Máy bơm này thì mình có thể hoạt động được 6-12V. Đồng hành với nó thì mình có thể sử dụng được cả máy bơm kính MB0521. Thì lát mình sẽ review hai sản phẩm này. Thứ nhất là sẽ chạy với máy bơm MB385 và thứ hai là chạy với cái máy bơm kính. Rồi. Tiếp đến là ống tiêu màu xanh loại 5x8mm, thì cái này đang bán là 1m1. Đây, ống tiêu màu xanh loại này rất cứng nhé. Loại này thường sử dụng cho cái đầu van này. Ok, tiếp đến là ống tiêu loại 8-10mm để làm cái ống hút cho cái động cơ MB385. Mình có thể chế nguồn từ pin Ultrafine. Ở đây mình đang sử dụng 4 viên pin Ultrafine 4800 mAh. Điện áp của một viên là 3,7. Lúc viên pin cao thì điện áp đầy nó là 4,2. Thì mình đang lắp ở đây là 4 viên. Thì đối với máy bơm thì các bạn có thể chạy ép nó lớn hơn 12V, khoảng tầm 13-14V thì máy bơm vẫn hoạt động bình thường khi có tải nhé. Đây, 4 viên pin. Mình cấp thử nguồn. Ok, máy bơm chạy ok. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái động cơ. Lắp cái động cơ mình đi lên đây bằng cách là gắn keo. Tiếp đến là pin Ultrafine. Ở đây thì máy bơm có ký hiệu về dương âm nên là các bạn đấu chiều của động cơ cũng phải đúng nhé thì nó mới hút được. Ok, đúng không? Rồi, đây là đầu hút. Thì trên máy bơm nó có cái hiệu đầu hút này. Đấy, đầu out này, đầu in này. Đây mình sẽ cắm đầu in vào đây. Đấy, loại 10mm thì nó hơi nóng. Các bạn sử dụng loại ống tiêu loại 8mm là vừa. Sau khi lắp xong thì đây là đầu hút, là in. Đầu out là đầu này. Được chưa? Thì để kết nối được cái ống này này thì các bạn chỉ cần đây, cái này có thể tháo ra được này, lắp vào này, đun vào này, các bạn đun vào này. Đấy, thì nó sẽ tự động nó chắc luôn. Còn khi mà mình muốn rút ra thì mình nhấn cái này, cái trắng này vào, mình rút ra được. Đấy, nó tự có cái đẩy khóa. Đây thì mình sẽ lắp cái này vào. Điều chỉnh to nhỏ thì các bạn điều chỉnh ở đây nhé, mình lát video sẽ có. Ở đây thì mình nối thêm một cái đầu này để lắp vào đây. Thì mình sẽ sử dụng hai đầu, một đầu hình T và một đầu là hình L. Lắp vào đây. Rồi.
Như vậy là mình đã có một cái dây sử dụng hai đầu T và L. Bây giờ mình sẽ view cho các bạn xem cái lượng phun sương nó bay ra như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ cấp nước này, nước cho nó nha. Các bạn chú ý là khi mà sử dụng cái nước này này thì các bạn phải sử dụng cái nước sạch nhé, nước mà bẩn thì nó sẽ bị tịt cái đầu. Đây mình đang sử dụng hai cái đầu, một là đầu T và một đầu L. Thì mình sẽ khóa lại bằng cách là mình vặn chặt cái này lại này, nó sẽ khóa này. Thì trên cái đầu này nó có một cái van nhé. Đấy. Nước đây, thấy ướt này. Thấy được không? Đấy. Một lúc sau các bạn sẽ nhìn thấy cái ống đất này nó sẽ ướt nhá. Điều chỉnh này. Đấy. Nhỏ luôn, chạy khá là ổn. Nhìn thấy không ạ? Mình sẽ thử cho các bạn xem cái tờ giấy này nó ướt như thế nào. Đấy. Gần như là tờ giấy bị đấy, đọng rất là nhiều nước này. Mình nhìn gần như là không thấy luôn đúng không? Không nhìn thấy xương luôn. Đấy. Ok. Đấy, đó là xương. Bây giờ mình sẽ test với cái máy bơm MB385 cho các bạn xem nhé. Với máy bơm MB385 này thì các bạn lắp này vừa khít luôn nhé. Đấy. Giờ mình cấp nguồn thôi. Thì trên máy bơm có ký hiệu là dương âm rồi. Mình sẽ cấp nguồn dương và dương âm ở âm. Đấy, đường kính rất là khỏe luôn. Máy này thì các bạn sử dụng hai đầu cũng được. Dùng tít luôn. Đấy, ánh sáng thấy này, ở cái tường này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của nhóm review. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy like và subscribe cho nhóm review nhé.